Sáng nay, hàng trăm tài xế tiếp tục lái xe qua cầu Bến Thủy 1, nối liền Hà Tĩnh và Nghệ An, phản ứng về việc thu phí bất hợp lý. Chủ phương tiện ô tô phản ứng vì cho rằng không sử dụng tuyến đường tránh Vinh kéo dài gần 25 km mà vẫn phải trả phí. Từ 8 giờ sáng, nhiều chủ phương tiện đã tập trung tại cầu Bến Thủy để ký đơn kiến nghị huy động tiền lẻ để tiếp tục yêu cầu nhà đầu tư Senco 4 rời trạm thu phí Bến Thủy. Sau khoảng hơn 2 tiếng chuẩn bị, khoảng 100 xế hộp đi đến trạm thu phí Bến Thủy 1 dùng tiền lẻ để mua vé qua cầu với mục đích câu giờ phản đối trạm thu phí. Công an thành phố Vinh, Nghệ An đã huy động tối đa lực lượng để đảm bảo an ninh trật tự, chống ùn tắc. Tuy nhiên, tài xế sử dụng tiền lẻ có mệnh giá từ 200 đồng đến 500 đồng, 1.000 đồng mua vé qua cầu Bến Thủy khiến giao thông ùn tắc. Để giảm ùn tắc, đảm bảo giao thông qua trạm Bến Thủy đã được mở cửa cho phương tiện qua cầu. Đến hơn 11 giờ, đoàn xe phản đối rời trạm thu phí, giao thông được ổn định. Cũng trong sáng nay, nhiều người đã đồng loạt ký đơn kiến nghị gửi nhà đầu tư Senco 4 yêu cầu không thu phí tại những người không tham gia sử dụng đường BOT, dù được giảm giá vé 50% cho người dân 4 huyện, thị, thành xung quanh cầu Bến Thủy, nhưng người dân vẫn tiếp tục yêu cầu không được thu phí qua cầu Bến Thủy 1. Nhiều ý kiến cho rằng cầu Bến Thủy 1 đã hết thời hạn thu phí, cầu Bến Thủy 2 là chủ trương nhà nước và doanh nghiệp cùng làm. Việc thu phí BOT giữa hai cầu Bến Thủy 1 và 2 là chưa rõ ràng và minh bạch. Người dân lập luận cả về lý và tình thì nhà đầu tư thu phí ở cầu Bến Thủy 1 là không có cơ sở. Do vậy, sáng nay tình trạng các tài xế dùng tiền lẻ để mua vé qua cầu Bến Thủy lại tái diễn. Có chính quyền Nghệ An chưa có giải pháp giải quyết dứt điểm tình trạng này.